vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ mỗi ngày. Thưa quý vị, rau sam, tầm bóp, tía tô là những loại cây dại mọc hoang ven đường mà ở Việt Nam thì chúng ta dễ dàng bắt gặp. Tuy nhiên, với người nước ngoài, thậm chí là những loại rau này được coi như thần dược và được lùng mua với giá rất cao. Vậy những loại rau này có điều gì đặc biệt? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây. 5 cây rau dại ở Việt Nam bị săn lùng như thần dược, ở nước ngoài bán giá cực cao vì những lợi ích ít người biết đến. Mọc hoang đầy ở các khu vườn, ven đường và được xem như rau, quả dại, những loại rau như sam, tầm bóp, tía tô lại được nhiều nước săn lùng bán với giá cực cao và xem như thần dược. 1. Thần dược rau sam, rau dại Việt Nam được nhiều nước săn lùng. Rau sam có vị đặc trưng, thanh và hơi chua. Dù được gọi là rau, nhưng ở Việt Nam, người ta thường chỉ coi cây sam như là cây dại và chỉ dùng như một loại rau ăn lá rất hạn chế, thậm chí ở nhiều nơi còn dùng làm thức ăn cho bò. Có lẽ ít ai biết rằng, ở nhiều nước trên thế giới, người ta đang săn lùng loại rau nhỏ bé này bởi những công dụng kỳ diệu đến không ngờ. Ở nhiều nước châu Âu, rau sam được dùng cho các món ăn khá phổ biến. Người Hà Lan dùng rau sam làm dưa chua. Người Pháp cũng rất thích ăn rau sam và chế biến thành nhiều món ăn đặc biệt. Hoặc ở Mỹ, có những món rau sam trộn dầu giấm. Người Trung Hoa xưa gọi rau sam là rau trường thọ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Úc, trong rau sam có chứa nhiều axit béo omega 3 hơn các loại rau ăn lá khác. Nó là một trong số rất ít các loại cây có chứa EPA omega 3 chuỗi dài, có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch và tăng cường sức miễn dịch của cơ thể. Đây cũng là loại rau chứa nhiều loại vitamin, chủ yếu là vitamin A, C và một số vitamin B cùng các carotenoid, cũng như các chất khoáng dinh dưỡng như magie, canxi, kali và sắt. 2. Quả dại tầm bóp ở Việt Nam sang Nhật Bản bán giá 700.000 đồng một cân. Vốn là một loại cây dại mọc lan ở khắp các ruộng lúa ở nông thôn Việt Nam, nhưng vì giờ đây người tiêu dùng yêu thích các loại rau sạch và lành nên rau tầm bóp đang đứng đầu trong danh sách các loại rau nhà giàu được các bà nội trợ săn lùng. Và đây cũng là một trong những lý do mà người Nhật chịu chơi khi bỏ ra tới 700.000 đồng để mua một cân rau tầm bóp. Nếu quả tầm bóp ở Việt Nam được xem như là một loại quả dại, chỉ cần ra bờ ruộng thôi là có thể hái cả nắm mang về mà không tốn tiền mua, thì ở Nhật Bản đây là một thứ quả khá đắt. Thời gian trước, khi kinh tế nước ta còn vô cùng khó khăn, nạn đói hoành hành, rau tầm bóp được thu hái về để ăn tạm như một loại rau cứu đói. Giờ đây, khi kinh tế đã khá hơn nhiều, người dân cũng có điều kiện để có thể mua các loại thực phẩm quý đắt tiền hơn. Tuy nhiên, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối cho người tiêu dùng. Giá trị nhất của cây tầm bóp là quả tầm bóp. Quả có hình tròn nhỏ như quả cà, bên ngoài được bao bọc một lớp vỏ bọc mỏng, giống hình lồng đèn, nên ở một vài nơi, tầm bóp còn được gọi là cây đèn lồng hay thù lù cạnh. Khi bóp quả tầm bóp, vỏ bọc của quả sẽ bị thủng, phát ra tiếng bóp nghe rất vui tai. Khi chín, quả sẽ có màu đỏ rất đẹp, vị hơi chua, có thể chế biến làm mứt, thậm chí làm thuốc chữa bệnh. Những quả tầm bóp này có tác dụng rất tốt trong việc giải nhiệt, chữa các bệnh về thận, bài tiết, chữa ho, tiêu đờm. Ở Nhật Bản, đây là một thứ quả khá đắt. Tính theo giá thành ghi trên bao bì, có thể thấy một cân quả tầm bóp có giá lên đến 700.000 đồng, thậm chí còn đắt hơn quả cherry nhập về Việt Nam. 3. Bán sang Nhật, rau tía tô giá 500-700 đồng một lá. Lá tía tô màu xanh hiện đang được trồng khá rộng tại Việt Nam. Loại tía tô màu xanh này được chọn lọc từng lá với kích cỡ bằng nhau, không rách nát khi xuất khẩu sang Nhật Bản, có giá từ 500-700 đồng mỗi lá. Cuối tháng 6 vừa qua, lô hàng lá tía tô đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang Nhật Bản. Theo đơn vị trồng và xuất khẩu, giá bán mỗi chiếc lá tía tô vào nhà hàng Nhật Bản với giá lên đến 500-700 đồng trên một lá. Nếu áp dụng đúng theo quy trình sản xuất, một ha trồng tía tô sẽ cho thu hoạch khoảng 17-18 triệu lá, doanh thu khoảng 2,5 tỷ đồng.
theo các chuyên gia Nhật Bản đang làm việc tại trang trại. Lá xuất khẩu được là lá từ thứ 7 trở lên của cây, nhưng phải đảm bảo kích cỡ từ 6 đến 8 cm. Còn những chiếc lá già qua lứa trước đó đều bị hái bỏ đi. Sau khi thu hoạch, vài ngày sau, lá non phát triển thêm, đạt được kích cỡ như yêu cầu để xuất khẩu thì mới được hái tiếp. Lá tiết tô đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, phải không rách nát. Người công nhân khi hái cũng không được để móng tay dài nhằm tránh rách lá. Chỉ trong vòng 2 tiếng sau khi hái, lá tiết tô được đưa vào phòng lạnh để phân loại. Công nhân làm việc trong phòng lạnh phải tuân thủ quy trình làm việc nghiêm ngặt, từ việc mặc đồng phục, đi dép vô trùng cho đến rửa tay bằng nước sát trùng, giữ vệ sinh. 4. Ở Việt rẻ như cho, sang Nhật bèo tây trở thành đặc sản đắt đỏ. Ở Việt Nam, bèo tây mọc dại hoặc được trồng tại nhiều vùng ao hồ, kênh rạch, chủ yếu làm thức ăn cho gia súc hoặc đồ thủ công mỹ nghệ. Gần đây, một số bộ phận nhỏ người dân ở Hà Thành thường tìm nguồn bèo tây sạch về để chế biến thành các món như canh bèo tây, nộm bèo tây xào thịt bò hay dùng bèo tây làm rau ăn lẩu. Song, kiểu ăn này được cho là kỳ quặc và cũng không quá phổ biến. Thế nhưng, trái ngược với ở Việt Nam, tại Nhật, bèo tây được bán với giá khá đắt đỏ, khoảng 80 yên Nhật trên một cây, tương đương khoảng 16.000 đồng trên một cây. Bèo tây tại Nhật được mua về như một loại thuốc có nhiều tác dụng quý như đắp vết thương, trị mụn nhọt, mưng mủ hoặc tránh sưng tấy, chống viêm khá hiệu quả. Ngoài ra, bèo tây còn được dùng để lọc nước cũng rất tốt. Chính vì thế, loại cây này rất được người Nhật trọng dụng. 5. Rau cảng cua là cây dại tại Việt Nam, sang nhiều nước được ví như thần dược. Rau cảng cua có thể sống ở nhiều địa hình, thường mọc thành bụi ở ven ao, hồ, bờ ruộng, các dốc đá. Tại Việt Nam, loại cây này chủ yếu được lấy về làm thức ăn gia súc. Thế nhưng, ở các nước châu Âu, rau cảng cua lại rất được ưa chuộng, thường được dùng để chế biến thành nhiều món ăn vì những lợi ích y học kỳ diệu của nó. Theo đông y, rau cảng cua có tác dụng bổ âm huyết, thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, là món ăn, bài thuốc rất thích hợp chữa trị chứng nhiệt miệng, viêm họng, táo bón, đau nhức cơ khớp, tiểu đường. Ở Philippines, người ta dùng lá cảng cua đắp để điều trị ung nhọt và vết loét. Người dân Trung Quốc và Brazil dùng nước ép rau cảng cua để trị bệnh viêm kết mạc. Còn người Java lại dùng loại rau này để trị sốt rét, đau đầu. Kính thưa quý vị, ở Việt Nam, vịt là loại gia cầm được nuôi phổ biến ở khắp các tỉnh thành nên nguồn cung mặt hàng này luôn dồi dào. Tuy nhiên, vịt thịt dân nuôi đang được bán e hề ở chợ với giá khá rẻ. Song nhiều người lại cuồng ăn loại thịt vịt đông lạnh nhập từ Trung Quốc. Đáng chú ý, mặt hàng này còn có giá đắt hơn cả vịt nội. Vì sao lại có tình trạng như vậy? Thực hư câu chuyện này ra sao? Tất cả sẽ có trong video dưới đây. Vịt Trung Quốc đông lạnh cả năm không hỏng, nhưng nhiều người lại rủ nhau mua hàng trăm con về dùng dần. Vịt thịt dân nuôi đang được bán ê hề ở chợ với giá khá rẻ. Song, nhiều người lại cuồng ăn loại thịt vịt đông lạnh nhập từ Trung Quốc. Đáng chú ý, mặt hàng này còn có giá đắt hơn cả vịt nội. Ở nước ta, vịt là loại gia cầm được nuôi phổ biến ở hầu hết các tỉnh thành, nên nguồn cung mặt hàng này luôn dồi dào. Đặc biệt, vài tháng trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giá vịt trong nước giảm mạnh. Tại chợ, giá thịt vịt dao động trong khoảng 47.000 đến 50.000 đồng trên một cân, tùy loại. Thời gian gần đây, ngoài thịt vịt nội địa, trên thị trường còn xuất hiện thịt vịt Trung Quốc đông lạnh. Loại vịt được quảng cáo là ăn giòn, dai, ngọt thịt này lại bất ngờ gây sốt, được nhiều người mua về ăn dù giá không hề rẻ. Chị Lê Huyền Nga, một đầu mối chuyên bán thực phẩm đông lạnh ở Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội cho hay, chị bán thịt vịt nội địa Trung Quốc được 2 tháng nay, mỗi lần nhập về 200 đến 300 con, đủ để trả cho khách đặt trước đó, ít khi có hàng dư. Theo chị Nga, vịt Trung Quốc là loại được thịt sẵn, bỏ chân và nội tạng, mỗi túi đóng 2 con, trọng lượng từ 2 đến 2,2 cân trên một con. Chị đổ xỉ từ 24 con với giá 110.000 đồng trên một con, nên các chị em thường gom mua chung. Còn mối nhà hàng, quán ăn, họ lấy số lượng lớn từ 50 đến 100 con thì giá chỉ 100 đồng trên một con. Vịt này ăn khá ngọt thịt, dai chắc chứ không bị bở,
để cấp đông thoải mái cả năm, không lo hỏng, nên các quán ăn rất ưa chuộng. Khách chỉ cần báo trước số lượng 1-2 ngày thì bao nhiêu cũng có, chị Nga nói. Tương tự, anh Nguyễn Văn Tiến, đầu mối chuyên đổ xỉ vịt đông lạnh ở Móng Cái, Quảng Ninh cũng công nhận. Vịt nội địa Trung Quốc khá đắt hàng, được nhiều nhà hàng, quán ăn, cửa hàng đông lạnh đặt mua. Hàng có thường xuyên, giá cả ổn định, nên mỗi lần nhập, anh nhập cả container, tiện đổ xỉ cho các mối. Anh Tiến cho biết, loại vịt này được bán theo cặp, đổ xỉ từ 50 con trở lên. Vịt đã được sơ chế sẵn nên chỉ cần tẩm ướp là có thể chế biến nhanh gọn theo yêu cầu. Mỗi lần khách lấy từ 100 đến 200 con vịt cấp đông bán dần. Hàng nhập về có hai loại, vịt nhỏ 1,5 đến 1,6 cân có giá 80.000 đồng trên một con. Vịt to từ 2 đến 2,2 cân có giá 110.000 đồng trên một con. Khách mua càng nhiều sẽ được giá ưu đãi, anh Tiến nói. Các đầu mối cho biết mỗi ngày họ tiêu thụ hàng trăm con vịt đông lạnh, thậm chí khách phải đặt trước 3-4 ngày mới có. Ai chậm chân là hết hàng. Xách một túi in tràng chịt chữ Trung Quốc vào bếp để chuẩn bị bữa tối, chị Nguyễn Bích Liên ở Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ. Đây là vịt nội địa Trung Quốc thịt sẵn, được nhiều người quảng cáo giống vịt này ăn ngọt, chắc thịt, da giòn, nên tôi mua thử hai con đãi cả nhà. Theo chị Liên, vì hàng này họ không bán lẻ nên chị cùng mấy chị em trong khu chung cư gom mua chung một thùng 24 con được giá xỉ. Vì đã được làm sạch nên chị không mất nhiều thời gian chế biến, chỉ cần cho vào lò nướng khoảng 30 đến 40 phút. Hiện giá vịt ta ngoài chợ dao động 47 đến 50.000 đồng trên một cân, còn loại vịt này 120.000 đồng trên một con 2,2 cân, tính ra khoảng 54.000 đồng trên một cân, đắt hơn so với vịt trong nước nên tôi chỉ ăn cho biết thôi, chị nói. Tuy vậy, chị Liên cũng thừa nhận để đặt mua được loại vịt này phải đợi đến 4-5 ngày. Trên mạng xã hội, chị em cũng tò mò đua nhau đặt vịt Trung Quốc. Song không ít người băn khoăn về chất lượng. Liệu đây có phải là hàng nội địa chuẩn như lời dân buôn quảng cáo hay là vịt thải loại nhập về số lượng lớn, gắn mác nội địa để bán giá cao kiếm lời?